mất giấy tờ. Tôi tên Lê Văn Trung, sinh năm 1964, hiện ngụ tổ 6, ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ngày 9 tháng 9 năm 2024, từ xã Trí Bình đến xã An Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, tôi có đánh rơi một căn cước công dân, một giấy phép lái xe hạng B2, hai giấy đăng ký xe mô tô biển số 70H2426 và 51F60140 và một số giấy tờ khác. Nếu ai nhặt được, xin vui lòng liên hệ điện thoại 0909 594627 gặp anh Trung, tôi xin cảm ơn và hậu tạ.